For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị đến với nội dung chi tiết của bản tin hôm nay. Đàm Vĩnh Hưng nói lý do làm live show cuối cùng về Bolero. Quý vị và các bạn thân mến, Đàm Vĩnh Hưng ví mối duyên giữa anh với Bolero như cuộc tình, càng dáng níu sẽ đứt không còn đẹp. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu để giới thiệu về live show Bolero cuối diễn ra vào tháng 3 năm 2024. Đàm Vĩnh Hưng vừa tổ chức sự kiện họp báo giới thiệu về live show chủ đề Ngày Em Thắp Sao Trời. Theo tiết lộ, đây sẽ là live show cuối cùng khép lại thương hiệu Đàm Vĩnh Hưng và dạ khúc cho tình nhân sau 19 năm với nhiều dấu ấn vang dội. Nam ca sĩ chia sẻ ý định làm live show đến bất ngờ bởi hiệu ứng từ album dạ khúc cho tình nhân 10, cho cuộc tình đã mất, phát hành đầu tháng 12 vừa qua. Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ anh nhận được phản hồi tích cực từ các nền tảng mạng xã hội cũng như vô vàn lời nhắn gửi của người hâm mộ dành cho mình. Đó là động lực khiến Đàm Vĩnh Hưng và ekip gấp rút lên ý tưởng cho live show Ngày Em Thắp Sao Trời. Ngày Em Thắp Sao Trời sẽ là live show cuối cùng về Bolero mà Đàm Vĩnh Hưng đã gắn bó và tạo nhiều dấu ấn trong suốt 19 năm. Nói về việc vì sao chọn dừng hát Bolero ở dấu mốc 19 năm, Đàm Vĩnh Hưng ví von mối duyên giữa mình và Bolero giống như cuộc tình. Có những cuộc tình mà dáng sẽ đứt một cách không còn đẹp. Phải chịu đựng nhau quá nhiều, thêm một ngày, thêm một giờ là chất chứa thêm những mệt mỏi, chán chường, nam ca sĩ nói. Đàm Vĩnh Hưng bật mí ngay từ live show Sài Gòn Bolero và Hưng, anh đã tiên đoán được có mùi thoái trào của Bolero, nó không còn rực rỡ như những năm đầu tiên khi nhà nhà, người người, tất cả game show đều dính tới Bolero. Bản thân Đàm Vĩnh Hưng nhìn nhận, Hưng tự thấy bản thân mình đã ăn trước một miếng bánh rất lớn từ Bolero rồi, bây giờ mình còn cố đấm ăn xôi, muốn ăn dày thêm nữa thì sẽ mất hay. Nam ca sĩ cũng cho biết chọn dừng lại ở con số 19 năm vì chưa bao giờ thấy con số 20 đẹp cả. Số 18, 19 có nhiều nên thơ, đáng yêu của tình yêu, nhưng đến 20 là có sự chán chường như vợ chồng ân ái, con cái đủ đầy, thành chán phèo. Đó là lý do Hưng chọn dừng lại. Ngoài ra, Đàm Vĩnh Hưng cũng cho rằng số lượng bài hát hay, kinh điển về Bolero đã được trưng dụng và xài hết trơn rồi. Còn những bài hay nhưng chưa được cấp phép nên khó thực hiện, cho nên Hưng nghĩ còn gì nữa đâu mà khóc với sầu và dừng lại là đẹp nhất rồi. Dẫu vậy, Đàm Vĩnh Hưng cũng bày tỏ dù dừng lại nhưng tương lai chưa ai biết chắc, rất có thể 1-2 năm nữa sẽ mở ra một dự án gì đó và công bố quay lại như một cách thể hiện. Nam ca sĩ không quay lưng với Bolero mà chỉ tạm dừng để thể nghiệm những dòng nhạc thú vị hơn. Mặc dù quyết định tổ chức live show đến khá nhanh và Đàm Vĩnh Hưng cũng có sự kiện họp báo giản dị nhất sự nghiệp, nhưng nam ca sĩ giải thích đang ém mọi thứ để bung ra một cách hoành tráng nhất vào hai đêm live show tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 8 tháng 3 và Hà Nội ngày 23 tháng 3 trong tháng 3 sắp tới. Theo đó, live show Bolero mang tên Ngày Em Thắp Sao Trời sẽ là đêm nhạc được giàn dựng hoành tráng từ cảnh trí cho đến âm nhạc mang đậm màu sắc Sài Gòn xưa từ bàn tay phù thủy sân khấu Trần Vi Mỹ. Dù chưa chính thức mở bán vé nhưng Đàm Vĩnh Hưng gây bất ngờ khi công bố hạng vé hạng sang nhất đã được bán hết. Bên cạnh đó, dàn nghệ sĩ khách mời góp mặt trong live show Đàm Vĩnh Hưng cũng là tên tuổi nổi bật như Uyên Linh, Lê Uyên Phương, Trúc Nhân, Trung Quân và sự kết hợp thú vị của Mỹ Tâm và hai khách mời bí ẩn tại live show Hà Nội. Thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Quý vị hãy like, share và subscribe kênh News247 để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.